đây không phải lần đầu bị bạo hành rồi. Những cú đấm của thằng dâu này cứ xả xuống đầu cô vợ. Đấm xong thì cứ thế đi ngâm mình như chứ có chuyện gì xảy ra. Cô vợ lấy cái máy sấy tóc trong tủ ra, từng bước đi về phía thằng chồng, cắm dây máy sấy tóc vào ổ điện rồi bật công tắc điện lên. Thằng chồng nhìn thì luôn luôn nói mày muốn làm gì. Cô vợ cứ thế vứt cái máy sấy vào trong bồn tắm, còn mặt cô thì đột nhiên xuất hiện bong bóng xà phòng nổi lên. Chỉ có thế mà anh chồng bị điện giật chết. Bà vợ này là một loại người máy thông minh, cô ta là một dạng sản phẩm công nghệ cao trên thế giới, nhiệt độ bình thường như con người, có cảm tính, thậm chí có thể thở, có thể làm những công việc y như con người làm, ngoại hình và số liệu đều có thể điều chỉnh phù hợp. Thế nhưng công ty họ lại không biết sản phẩm của bọn họ đã có vấn đề. Rick và vợ Vicky có tình cảm rất tốt, vì một sự cố nên đã làm cho Vicky rời khỏi thế giới này. Sau khi vợ mất, tinh thần của Rick đã rơi vào trạng thái cực tồi tệ. Anh dâu nhà bên đã giới thiệu cho Rick một cô bạn gái mới, Anna. Hóa ra Anna chính là người máy mà anh ta mới đặt hàng mua về. Anh dâu hào phóng đưa cho Rick một tấm danh thiếp. Vừa về đến nhà, Rick đã tìm kiếm được thông tin công ty. Sau khi hiểu rõ được công dụng những con người máy này, liền đặt một con. Anh ta gửi ảnh của vợ anh cho công ty mô phỏng y hệt vợ mình, thậm chí còn những nhật ký và tài liệu của vợ. Rất nhanh, người máy giống hệt vợ anh đã hoàn thành rồi. Nhân viên công ty đích thân gửi hàng tận nơi, bí mật an toàn đến mức người thứ ba cũng không được phát hiện ra. Tay là một mô hình, lấy cái chân ra cũng chỉ là một mô hình. Sau khi nhân viên công ty gắn điện vào chân, hóa ra người máy này ban đầu phải được sạc điện, thế nhưng sau này liền có thể tự dùng năng lượng mặt trời rồi. Nick đem mô hình để ở trong bồn tắm, bởi vì cái mô hình này phải ngâm nước nữa mới có thể biến thành cơ thể thật. Đến tối quả nhiên giống hệt người thật, thế nhưng giờ người máy này vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nửa đêm cô gái này đột nhiên mở trừng mắt ra, con chó bên cạnh cứ thế nhảy lên giường. Mắt của con người máy này trừng lên, hóa ra trong con chip bộ nhớ của người máy không hề có chó, cho nên cô đã đem con chó vào mục tiêu đe dọa. Cùng lúc này, Anna ở bên cạnh phòng cũng đang mở mắt nhìn quanh phòng, rõ ràng hiện ra là hai người lạ có mối liên kết. Ngày hôm sau, Rick vô tình gặp phải bạn là anh Chọc. Anh Chọc cũng nói bản thân cũng từng mua một em người máy, nhưng sau đó anh ta đem người máy trả lại công ty. Nguyên nhân do cách trưởng thành của người máy khiến cho anh cảm thấy không yên. Anh còn khuyên Rick cẩn thận chút. Đêm đó người máy rốt cuộc cũng tỉnh hẳn, trước mặt nhìn thấy hẳn một người máy to đùng. Cô ta có thể làm hết mọi chuyện mà người bình thường làm được. Đây là hôm đầu tiên cô mới phát triển được ý thức của bản thân. Cô ấy đến con chó dưới đất mà còn không biết. Người máy phát triển rất nhanh. Ngày hôm sau cô ta liền hoàn thành nghĩa vụ một người vợ, vì Rick mà nấu hẳn một bữa sáng đầy đủ. Cô ấy còn thậm chí nói với Rick chuyện đã từng trải qua với Rick. Rick nghe thấy ký ức của về liền cảm thấy đây chính là vợ mình. Rick vui mừng liền hẹn vợ người máy tối đi chơi bài. Ngày hôm sau khi Rick tỉnh lại phát hiện không thấy vợ người máy đâu. Anh bước ra ngoài phòng khách thì thấy cô ấy đang xem máy tính. Cô ta hỏi Rick con người tại sao cứ thích chém giết lẫn nhau, làm hỏng môi trường. Nói ra bản thân tìm rất nhiều manh mối ở tất cả các trang web đều tìm không ra đáp án. Rick lắc đầu vì bản thân anh cũng không có cách nào có thể trả lời câu hỏi này. Anh hôn nhẹ lên đầu vợ người máy rồi đi làm. Rick vừa đi làm thì con chó đột nhiên sủa lên. Vợ người máy đột nhiên quay lưng lại đi theo con chó. Cô ấy nhấc chân đạp phát chết con chó. Sau đó có một tiếng chuông cửa vang lên. Cô ấy đi lên trước mở cửa ra. Hóa ra Rick đã mời một công nhân sửa điện. Thằng thợ điện đi vào trong phòng nhìn thấy vợ người máy không có tí nhúc nhích thì sinh nghi. Trước mắt cứ làm những việc không cần phí lời đã. Ngồi xuống bắt đầu mở cái tủ ra. Vẫn còn lấy ra một tờ giấy dưới cái đĩa. Cô này đi lên trên. Thằng này vừa nghe liền biết cô này là người máy. Thế nhưng đột nhiên nhìn thấy con chó bị dẫm chết nằm bên kia, cũng là cho thằng này có chút sợ hãi. Vợ người máy tiến lên trước tóm lấy tay thằng này. Thằng này phản lại vả cho vợ người máy một phát. Vợ người máy nói rất tò mò không biết não ông ta đang nghĩ cái gì. Cứ thế bước tới tiễn vong ông này. Buổi chiều chị ruột Rick đến. Vợ người máy vừa quay đầu lại cùng lúc dọa chị Rick ngơ người luôn. Kết quả bị dọa phát sốt luôn. Khi biết thằng em mua về người máy thì cực kỳ tức giận. Cô chị nghĩ rằng trong nhà không cần thiết cần một người máy, càng cho rằng cô vợ người máy này không thể thay thế người vợ đã mất. Vợ người máy đứng bên cạnh ánh mắt hiện rõ sự hung ác. Sau khi bà chị đi, Rick hỏi vợ người máy con chó đâu. Vợ người máy nói khi chị Rick đến thì con chó chạy ra bên ngoài. Do đó Rick chạy ra ngoài tìm chó. Anh dâu nhà bên nhìn thấy Rick chạy ra khỏi nhà thì anh ta cũng bước ra cửa. Sau đó anh dâu tiến về phòng của vợ người máy. Cô gái mở cửa cứ thế nhiệt tình mời anh dâu vào. Thằng dâu này nảy ý nghĩ xấu với người máy. Anh ta nói muốn chơi bài với vợ người máy. Thế nhưng anh ta không biết Anna bên cạnh đã nhìn thấy hết sự việc này. Anh dâu nói mọi người phải cùng nhau chia sẻ vấn đề của người máy. Vợ người máy hỏi thế còn Anna thì sao. Anh dâu liền nói sau một thời gian nữa thì trả Anna về xưởng, bởi vì anh ta cảm thấy người máy chỉ là thứ đồ chơi. Anna không biết vì sao khi nghe được hết lời này liền rất đau lòng. Vợ người máy liền quay đầu bóc cổ thằng dâu nhà bên. Thằng dâu cứ thế chạy bò ra khỏi nhà Rick, vừa mới chạy đến cửa nhà mình. Anna cứ thế tóm lấy thằng dâu kéo vào trong nhà. Anh ta bị Anna cầm hận bóc cổ dưới sàn nhà. Trong mắt Anna dường như có chút nước mắt dâng lên, kết quả làm cho anh dâu mất đi đôi mắt. Cô chị với anh Chọc nghiên cứu cách nào có thể đem người máy đưa đi, thế nhưng lại bị vợ người máy ở bên ngoài nghe được. Vợ người máy đi theo bà chị lên phòng, đẩy một phát bà chị ngã xuống giường, lấy cái gối dí nhặt chết bà chị. Bởi vì vợ người máy nghĩ rằng người con gái này có dự đe dọa đối với cô. Rick về đến nhà phát hiện vợ người máy không thấy đâu nữa. Anh ta thông qua định vị phát hiện vợ người máy đang ở bên hồ.
Nick giờ mới nhận ra vợ người máy có gì đó không ổn. Anh ta cầm cái công tắc tắt chế độ của người máy bước ra ngoài. Đang định ra khỏi cửa thì gặp nhân viên công ty. Anh này nói người máy xảy ra chút vấn đề nên cần mang về. Nick cũng không có thời gian hỏi kỹ liền rời khỏi. Anh cùng anh Chọc lái xe đến bờ hồ. Anh Chọc mang theo cả cái búa đi theo. Hai người chia nhau ra tìm. Thế nhưng anh Chọc chưa đi được mấy bước thì đằng sau xuất hiện một bà lão người máy. Cứ thế đâm vài phát vào người anh Chọc, ngã luôn xuống đất. Nick cầm điều khiển công tắc tìm đến vợ người máy. Vợ người máy nói trong não cô ấy có nơi này. Hóa ra lúc vợ thật Rick trước khi chết có đi đến đây. Lúc đó cô ấy với vợ người máy giống nhau. Rick nói vợ người máy giống hệt vợ cũ của anh ta. Nhưng cô ấy chết rồi, cô không phải cô ấy. Rick hỏi chị anh ta ở đâu. Vợ người máy quay đầu lại nói sự tình. Chị gái, con chó đều là vật nguy hiểm mà cô ta cảm nhận được. Còn cả cái thằng sửa điện nữa. Lúc này thì Rick ngơ luôn rồi. Giờ anh ta mới biết người máy này không phải vợ anh ta. Cho nên anh ta ấn nút công tắc tắt nguồn vợ người máy. Thế nhưng lúc này bà chị người máy xuất hiện. Nick chạy theo đường mòn đi vào trong rừng. Anh ta phát hiện anh Chọc ngã ở dưới đất. Đằng sau chị người máy cầm dao chém loạn xạ. May là anh nhân viên nhà máy nhanh chóng đi đến tắt nguồn chị người máy. Rick đi đến bên hồ định lấy xuống con chip đằng sau tai của vợ người máy. Đội nhân bị chị này và cho phát ngã luôn. Thế nhưng khi anh ta tỉnh lại phát hiện bản thân đang ngồi trên bàn ăn. Hơn nữa ba người chết lúc trước liền biến thành người máy. Là vợ người ta đem họ biến đổi thành cùng loại. Cô ấy nghĩ rằng gia đình như vậy mới là toàn diện. Nick lại lấy lên công tắc tắt nguồn. Đi đến trước người máy thì bị cô ấy khống chế. Nick không nói không rằng rút con chip phía sau tai của vợ người máy. Sau đó thì người máy làm thế nào có thể đổi được ý nghĩa đây? Anh ta không cách nào xóa sạch những mục tiêu đe dọa bản thân của người máy. Thế nhưng tình yêu của anh ta là chân thành. Tôi lại cược phát nữa nhé. Ra thật thì thật lại còn biết hít thở. Bỏ tiền ra trước thì có vợ. Dùng tình sâu nặng tâm có một. Thế nhưng phản bội thì mạng mất luôn. Chị là nụ, yêu chị thì like chị nha.